Cháu chào chú. Bắt tay chú cái. Chú tên gì? Phan Văn Thuận. Chú Thuận à? Bây giờ là chú đang về nhà. Về nhà. Nhà của chú ở đâu? Đấy là Giang đấy. À, chú có cần cháu cho quá Giang về nhà không? Hay là... Không, để chú đi gọi đi. Em cứ ăn cơm đi. Vâng. Chú Thuận năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Đúng 1965 á. 965 là chú 59 tuổi. À. Nhờ. Vâng. Trước giờ là chú Thuận có vợ con gì không? Không có vợ, không có con. À, vâng. Không vợ. Lang thang khắp công viên lắm. Dạ. Một đêm đi về, lang thang đi lụm da chai mà giơm nhở, hiểu chưa? À rồi rồi, cháu hiểu rồi. Đây là mấy cái bọc gì đây chú Thuận, cho cháu xem nhá. Cho cháu xem được không? Nó tôi chả có gì nữa chứ. Đây là cháo này. Cái này chắc người ta cho chú à? Này đứng gọi tiền, nên đứng bán nhầm nhựa để tôi kiếm ăn. À, cái này là tự chú mua? À, tự. À, hằng ngày là chú đi nhặt ve chai ở trên đường? Đúng rồi. Xong rồi chú bán? Đi chú... lang thang khắp nẻo đường á, đi nhặt nhôm nhựa mà ve chai để đi bán. Đồng này kiếm cháo ăn. Dạ, để tự chú mua những cái này đúng không? À, đúng. Vâng. Anh lên đón chú à? Hay là... Đâu có đón đâu, ông đâu có ở nhà, đâu có nhà đâu mà. Anh gần nhà chú này không? Tại đấy ổng không có nhà. Ổng không có nhà? Không có nhà. Thế sao chú kêu là nhà dưới kia nhỉ? Nhà dưới kia về nhà của mẹ. Nhưng mà bây giờ mẹ ổng chết lâu rồi, chết rồi. À ừ. Bây giờ là chú này lang thang đúng không? Lang thang lâu rồi. Ổng ở, ổng dọc đường đây mà. Nhưng mà cho cháu hỏi là thế là chú này là chú chắc có vấn đề tâm thần không chú? Có. Có à? Dạ. Tại vì ổng bị bệnh mà. Vâng. Dạ, em cảm ơn nhá. Mày đi về động đường lang thang rồi cô che. Đừng nguyện đi khác mà chở tao đi. Chú. Đi về đấy. Mày sẽ chở tao vô cái đường lang thang ở trường Nguyễn Thị Xác khu xe rồi. À? Nhà tao trong đó. À? Mày chở tao vô nhà rồi. Xin chào tất cả mọi người. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay là anh em Trọng đang trên đường đi làm. Thì Trọng có bắt gặp được một cái nhân vật rất là đặc biệt luôn đó cả nhà. Có cái chú này không biết là chú đi lang thang hay là chú ở đâu hay là chú bị sao mà nhìn thấy chú đang ngồi ở cái gốc cây ấy cả nhà. Mà thấy chú nhặt rất là nhiều cái chai lọ rồi cả rác luôn. Mấy cái bọc ni lông các thứ á. Chú nhặt chú để xung quanh người của chú. Không biết là chú này là đi lang thang hay là có vấn đề gì về tâm thần hay không. Nhưng mà nhìn thấy chú rất là đặc biệt. Để Trọng lên Trọng thử nói chuyện với chú. Em Kiệt em quay lại đi. Thì cái này là Trọng vô tình Trọng gặp trên đường thôi. Nên là Trọng lấy máy quay ra Trọng quay lại. Đây này chú đang ngồi bên này này. Thì mình nói chuyện cùng với chú một tí. Cháu chào chú. Chú ngồi đấy làm gì đấy? Ngồi đây nghỉ là lát là chú đi. À, ngồi nghỉ à? Chú đi đâu đây? Chú đi đâu vậy chú? Đi về nhà. Về nhà hả? À. Đi bộ được rồi. Vâng. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đi về. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mình năm nay là 1965. À, như cả nhà có thể nhìn thấy cái hình ảnh của chú đây là chú đang ngồi ở trên ghế đá. Mà xung quanh chú là có rất là nhiều bọc bóng rồi chai lọ. Để Trọng xuống Trọng hỏi thăm chú vài câu xem sao. Cháu xuống nói chuyện với chú tí nhá. Anh em Trọng là đang ở đường quốc lộ 20 cả nhà. Thì vô tình gặp chú. Cháu chào chú. À. Bắt tay chú cái. Chú tên gì? Phan Văn Thuận. Chú Thuận à? Bây giờ là chú đang về nhà. Về nhà. Nhà của chú ở đâu? Đấy là Giang đấy. À, chú có cần cháu cho quá Giang về nhà không? Hay là... Không, để chú đi gọi đi. Em cứ ăn cơm đi. Vâng. Chú Thuận năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Đúng 1965 á. 1965 là chú 59 tuổi. À. Nhờ. Vâng. Mấy cái này mấy cái gì vậy chú Thuận? Là cái đồ nhôm nhựa để đi bán. À. Kiếm cháo ăn. Hình như là lúc chú hay đi ở cái đường này đúng không? Ít đi lắm. Hình như lúc trước cháu gặp chú đi một lần rồi hay sao ạ? Ờ, à, đúng là đi, lúc đi về nhà. Vâng. Mà chú có nhà không? Có nhà chứ. À. Chú có nhà hay là chú vô gia cư? Không, có nhà. À.
đánh sao, nhà. Sao chân tay của chú, chân của chú thấy không được bình thường vậy chú, đúng không? Chân này bị chết cái loại nọc rắn mà nọc chăn ám sát. Chú đang che cái gì trong người đấy? Đâu có gì đâu. Chú mở cho xem được không? Là cái bịch đó là cái gì? Cái này là cái gì? Bọc bóng à? Mấy cái này, mấy cái gì đây chú Thuần? Thì nó ba cái bịch, ba cái kẹo mà... Chứ không có gì. Vâng. Không hiện ra. Có gì đó em? Dạ. Em đang nói chuyện cùng chú này. Dạ. Đang hỏi thăm chú này, thấy chú này đặc biệt á. Nên là em hỏi thăm xem là chú ở đâu, có cần giúp gì không á? Lâu rồi, chú bệnh lâu rồi. Chú này là nhà ở đâu vậy anh? Đừng hoan nướng á. Có gia đình vợ con gì không? Không. Không có vợ con gì à? Dạ. Em làm bên YouTube Em hay đi giúp đỡ người nghèo à? Anh ở đây à? Anh ở đây. Em kênh Phúc Trọng này, không biết anh có xem được bao giờ chưa? Anh chưa. Dạ. Tại thấy chú già rồi mà thấy chú lại nhặt những cái bọc ni lông các thứ à? Thấy chú đặc biệt. Dạ. Anh lên đón chú à? Hay là... Đâu, ổng đâu có ở nhà, đâu có nhà đâu mà. Anh gần nhà chú này không? Tại đấy ổng không có nhà. Ổng không có nhà? Không có nhà. Thế sao chú kêu là nhà dưới kia nhỉ? Nhà dưới kia về nhà của mẹ. Nhưng mà bây giờ mẹ ông chết lâu rồi, chết rồi. Bây giờ là chú này lang thang đúng không? Lang thang lâu rồi. Ổng dọc đường đây mà. Nhưng mà cho cháu hỏi là thế là chú này là chú chắc có vấn đề tâm thần không chú? Có à? Dạ. Tại vì ông bị bệnh mà. Vâng. Dạ, em cảm ơn nhá. Mày đi về động đường tan tan gọi cô che. Đừng miễn đi khác, mày chở tao đi. Chú. Đi về đấy. Mày phải chở tao vô cái đường, đường tan tan gọi đường Nguyễn đi khác xuống xe rồi. Nhà tao trong đó. Mày chở tao vô nhà rồi. Chú có nhà không? Không có nhà đâu em. Vâng. Vâng. Dạ. Rồi cảm ơn anh nhá, cho em biết thêm một số thông tin. Thế là bây giờ là chú đang tính đi xuống dưới hay là đi lên? Cái nhà lang thang cái dựng đường khoan ít đi nhượm. Gia trai mà vô nhựa, hiểu chưa? Mà cái nhà đấy không phải là nhà của chú đúng không? Nhà của phía trước là của nhà của tôi, phía trong là của bà Định và bà vợ chị Trang. Dạ. Chú ở trong đấy chú ở một mình à? Ở một mình. Trước giờ là chú Thuận có vợ con gì không? Không có vợ, không có con. Vâng. Không vợ. Lang thang khắp công viên đó. Dạ. Một đêm đi về đi, lang thang đi lụm da chai mà nhôm nhựa, hiểu chưa? À rồi, cháu hiểu rồi. Thế là ở trong này là có ve chai nhôm nhựa không chú? Có rồi. À, đủ rồi. Dạ. Này em của thằng Thái. Sao chú? Em của thằng Thái đừng đi vô đi kia. Cái chú hồi nãy đây hả? Thằng Thái em. Đây hả? Ừ. Không, đây em này chú đâu có biết đâu. Đây là em của cháu. Chú Thuận này là chắc là chú tinh thần của chú Thuận không được bình thường lắm nhỉ. Thế thì cho hỏi chú Thuận là thế thì gốc của chú là ở đâu? Ở đây luôn hả? Gốc ở đây. À. Vâng, thế tại sao đừng phân biệt người nhà của chú đâu hết rồi? Mình là tôi hả? Nó mất đi làm. Mất đi làm mình nơi xa, hiểu chưa? Ở Lâm Đồng mình hay là ở xa các chỗ khác? Ở bên Lộc Bình tôi đi hết rồi, không còn chỗ nào. Và thành phố Hồ Chí Minh tôi đi hết rồi. Ở nước trọng tôi đi, và Đà Lạt và thành phố Hồ Chí Minh tôi đi hết rồi. Dạ. Đây là mấy cái bọc gì đây chú Luận, cho cháu xem nhá. Cho cháu xem được không? Đó, tôi là chả có gì nữa chứ. Đây là cháo này. Cái này chắc người ta cho chú à? Này tôi gọi tiền, tôi bán nhôm nhựa để tôi kiếm ăn. À, cái này là tự chú mua? À, tự mua. À, hằng ngày là chú đi nhặt ve chai ở trên đường. Đúng rồi. Xong rồi chú bán. Đi lang thang khắp nẻo đường á, đi nhặt nhôm nhựa, mà ve chai để đi bán. Một ngày kiếm cháo ăn. Dạ, để tự chú mua những cái này đúng không? À, đúng rồi. Vâng. Dạ, đây là mì tôm mà chú. Mì tôm. Còn trên người chú nãy chú vạch ra cho cháu xem lại cái này, cái gì trong này đây chú? À, cái bịch không mới có gì đâu. Cho cháu xem. Đừng có vạch. À, thế còn cái bọc này là bọc tiền hả chú?
Tiền đi bán nhôm nhựa. À, đây là tiền này cả nhà. Chú để tiền trong này này. Chú treo về chú không sợ mất à? Không sợ rơi à? Không mất mất gì nữa. Dạ. Có nhiều người cũng cho nữa. À, vâng. Có 100, 200, 300, 6. Ngày hôm nay là chú ngồi ở đây lâu chưa? Ngồi đây chút xíu rồi đi. Đúng giờ phải đi. Bây giờ là đi? Bây giờ. Bây giờ chuẩn bị đi. À. Sáng giờ chú ăn sáng chưa? Chưa ăn sáng. Chưa ăn sáng à? Chú mới ăn sữa, mới ăn bánh, uống nước mía. À, thế thì chú có hay ăn cơm không? Hay là ăn bánh thôi? Cơm phải đâu? Trong mấy cái tiệm này. À, cũng có ăn cơm. À, hay là để cháu mua hộp cơm rồi cháu cả chú ngồi đây ăn nhá. À. Chú ăn cơm không? Ăn cơm. Thì chú ngồi đây chú đợi cháu nhá. À. Chú ngồi đây đợi cháu để cháu đi mua cơm nhá. À. Vâng, mua cơm về chú cháu mình ăn. À. Vâng, ngồi ở đây nhá. À. Không có được đi nhá chú nhá. Để bây giờ anh em Trọng đi mua cơm về cho chú Thuận. Chú kêu là sáng giờ chú chưa ăn cả nhà. Để xem có quán cơm nào gần đây không. À, hay bên này có tiệm bánh canh thì không biết là họ có bán không ta? Bên đó bán hết rồi. Hết rồi à? Chú hỏi chưa? Có, bây giờ hỏi rồi. Chú mới hỏi rồi nhưng mà họ hết rồi đúng không? Vâng, để cho xem là đây có quán nào cho mua chú. Ở trên này có. Wow. Gì mà thấy ớn về kiệt. Sao mà xe chạy rớt cái bô thế này? Nhem chúc là trúng xe của mình rồi. Cái này của em à? Dạ. Sao chạy nhanh thế? Rớt tí nữa là nó đập vô xe của anh rồi đó. Bị tuột à? Bị đứt cổ bô sao ạ? Không, cổ em cổ hai hộp. Chạy từ từ thôi. Học lớp mấy rồi? Dạ, lớp 10. Lớp 10 à? Không có dây buộc rồi. Bỏ lên trên xe rồi đem lên trên quán. Đang đi học à? Dạ, không. Không gắn được, để nằm ngang này. Để nằm ngang này đem đi. Đấy, kiểu như vậy này. Chạy từ từ thôi nhá. Em học sinh này nhém chút nữa là rớt cái bô vô xe mình rồi. Đi lên xe kìa. Ô, chú mới ngồi đây chú đi đâu rồi Kiệt? Chú đi vô trong rồi chứ không đi. Chú mới ngồi đây mà đi đâu rồi? Em thấy chú đi vô kia đó. Nhưng mà anh em mình kêu chú đợi không biết chú hiểu không ta? Chắc đồ đạc đây chắc còn, chắc chú nghĩ vẫn còn đợi mình. Để Trọng đi mua cơm đây cả nhà. Đi mua cơm cho chú đấy. Em trai này chạy xe quá nhanh. Rớt cái bô chạy mà chạy tới mức mà rớt cái bô xe ra luôn rồi cả nhà. Pha nãy là nhém chúng chúng anh luôn. Ừ, chúng nhém chúng xe mình mà sượt qua người mình luôn đúng không? Đúng rồi. Học sinh bây giờ chạy xe ấy quá. Đây, trước này có quán cơm này để Trọng vào Trọng mua hộp cơm mà đem về cho chú. Đây cả nhà, bây giờ là Trọng đi tới quán cơm rồi này. Bạn cháu một hộp cơm mang về cô. Lấy cháu hộp cơm đùi gà nhá. Hộp cơm đùi gà. Kiệt có đói bụng chưa? Có ăn luôn không? Để anh mua luôn cho. Hay là tí nữa ăn sau? Bây giờ mua cho mình chú đấy thôi đúng không? Làm cháu một hộp đùi gà.
Chào tất cả mọi người. Anh em Trọng là đã đi mua cơm về rồi nha cả nhà. Xe đông quá, Trọng đang tấp vào. Kìa, bây giờ chú đây, chú đang ở bên kia đường kìa. Để Trọng cho mấy cái xe này đi ngang qua kìa đã. Chú đây vẫn đang đợi mình. Nay tưởng chú đi đâu nhưng mà thực sự là chú vẫn đang đợi. Để Trọng xuống đem cơm cho chú. Ây da. Đây chú cháu mình ngồi xuống đây này. Đây chú ngồi chứ không được. Sao vậy? Ngồi trên can. Đây chú cháu mua cơm cho chú đây nhá, cả nước đấy. Chú ăn đi. Chú ăn đi, chú cháu mình nói chuyện đi. Cháu mua cơm gà đấy, chú ăn cơm gà được không? Được. Vâng. Chú năm nay chú 60 tuổi rồi mà chú tháo cái nón ra đi cho nó mát mẻ. Vâng sao? Vâng. Ý là tháo nón ra chú cháu mình nói chuyện tí á. Nhá. Tháo ra cho nó mát mẻ chú. Lớn nhầm cái quạt ra. Dạ. Em bây giờ nó lớn nhầm cái quạt quát. À không sao đâu. Vâng. Chú Thuận, chú tháo nón ra đi, chú cháu mình nói chuyện tí. Nói chuyện gì? À ý là nói chuyện chơi thôi, cháu hỏi thăm chú thôi. Đúng không? Vâng. Đây, để đây này. Rồi, đấy, xong rồi, ok. Dạ, cháu tháo nón ra cho nó mát tí nhá. Đây, tháo nón ra để dưới này cho nó mát này. Đây, tháo thêm cái nón này ra. Ui trời. Nóng vô, nóng miếng nguẩy. Vâng, rồi, cất dưới này. Đây, cất dưới này. Như vậy là đêm đó còn hai nón rồi đúng không? Vâng. Để đây con ra lát lại. Không, chú ăn đi, chú mua chú ăn đi. Chưa, rồi ăn. Dạ. Dạ, cháu mở ra cho chú nhá. Dạ. Chú hay đi lang thang như này thì chú cũng có hay ăn cơm không hay là chú ăn bánh ăn uống sữa thôi? Ăn bánh uống sữa, đi lang thang đi lượm da chai á. Vâng. Hiểu chưa? Hiểu. Đi lượm giống nhựa. Vâng. Có người thì cũng cho được mấy trăm. À. Có lương gọi nhà nước và chính phủ. À. Hiểu chưa? Vâng. Có bảo hiểm của nhà nước và chính phủ. Hiểu chưa? Dạ. Trước giờ là chú Thuận không có lấy vợ à? Không có lấy vợ. À, từ thời thanh niên là độc thân luôn? Độc thân luôn. Thế sao mình không lấy vợ? Chính lắm, sống một mình như vậy. Nhưng mà nếu mà lấy vợ thì vui vẻ hơn chứ? Tự nhiên chú sống như vậy quen rồi. Vâng. Có nhiều người thì họ thích độc thân. Giống như chú đây thì chú nói là chú thích sống độc thân. Nhưng mà nếu mà ở tầm cỡ tuổi như này, nếu mà mình có vợ rồi, có con cái này kia, nếu mà có con cái lo cho mình thì mình vẫn khỏe hơn chứ, đúng không chú? Mình cũng được. Cũng có mình sống bạn bè chứ giúp đỡ. Đây này cả nhà nhìn hành trang của chú. Bao này bao gì đây chú? Gạo à? Đồ. Bao đồ à? Đồ mà. Vâng. Cánh này cáo. Dạ. Cáo với bánh. Vâng. Với sữa. Cái này là tự chú mua luôn? Đi mua. Vâng. Chú có nhiều quần áo không? Đủ mặc. Chú có thiếu không á? Nếu em có thì em cho. Vâng. Ý là cháu đang đi dọc đường này thì cháu cũng không có mang theo quần áo. Chắc tí nữa cháu cho chú Thuận tiền thì chú mua quần áo nhá. Vâng. Nhìn chú Thuận này cả nhà.
À, chú đem theo cả cái chăn theo à? Đúng rồi. Để tối chú ngủ đây đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ngày nào là chú cũng về cái nhà hoang nãy chú nói là để chú ngủ à? Hay là tùy, lúc thì chú ngủ ngoài đường, lúc thì chú ngủ ở đây? Về cái nhà của bà Đỉnh là bà mẹ nuôi á, ở. Dạ, vâng. Ngày xưa chú Thuận làm công việc gì? Đi làm cỏ, đi làm cỏ mướn, hiểu chưa? Bây giờ là chỉ có một mình đi lang thang, mình nhặt ve chai xong mình về nhà thì cũng chỉ có một mình thôi. Ở 12 tháng ở Đức Trọng rồi. Đức Trọng hả? À? Ở Đức Trọng. Chú ở chỗ nào Đức Trọng? Đức Trọng á, cả Bình Hưng, Đức Trọng, Tân Đức, 12 tháng, các chùm à luyện trà, huấn luyện lên cha, da vàng, máu đỏ, lò điện thép. Khoan từ từ, chú nói là chú ở 12 tháng ở trại Tâm Đức ở Đức Trọng à? Cái trại tâm thần đúng không? Tâm trại Bình Hưng, Đức Trọng, Tân Đức, trại Bình Hưng. Trại tình thương Đức Trọng, Tân Đức. Cái trại đấy là dành cho những người già, người lớn tuổi. Lúc về là 100 công an nữ đưa về, có bằng trung tá. 100 công an nam có bằng đại tá đưa về. Không được mặc đồ dân trại. Bắt ở trường à, khiêng lên chiếc ba, khiêng lên cái băng ca. Là về tới nhà thờ à, bảo lộc biết cho một cái gừng, biết một cái gừng xì, một cái áo khoác, một cái áo mưa để về đây mà huấn luyện xong. Ngày xưa là bác đi đâu mà huấn luyện? Đi nói là tự mà có xe đưa đi. Không, ý là chú Thuận là huấn luyện cái gì ạ? Phan Văn Thịnh ở trại Tình Hương Đức Trọng Tân Đức huấn luyện các trùm lên cha lò miễn thép à, chiêu đoàn 23 bộ binh biệt chiến dùng đầu lâu và sư tử à. Chú nói Trọng không hiểu lắm. Tự nhiên em chưa biết được đó. Chú có mấy cái giấy tờ đó không? Các ở nhà hết rồi. Các ở nhà. Dạ. Có nhà mà. Vâng vâng. Dạ. Thôi bây giờ cháu nói chuyện cùng với chú Thuận thế thôi. Bây giờ là cháu chuẩn bị phải đi rồi. À. Chắc là bây giờ là cháu tặng cho chú Thuận một ít tiền nhá. À, để rồi. Chú Thuận chú ăn cơm nước hàng ngày nhá. À. Đây, bây giờ cái này là tại vì cháu thì cũng không có giàu nên à, thành ra là cháu tấm lòng của cháu có bao nhiêu cho tặng chú bấy nhiêu à, để cháu gửi cho chú Thuận 1 triệu. À, vâng, cảm ơn nhiều nha. Dạ, để cho chú Thuận mua bộ quần áo mới hay là chú mua cơm nước các thứ chú ăn nhá. Đúng rồi. À, vâng, cảm ơn em nhiều. À, dạ. À, bây giờ em đi làm nhiệm vụ. Vâng vâng. À, bây giờ là cháu chuẩn bị đi làm. Đúng rồi. Thành ra nói chuyện với chú Thuận đến đây thôi. À, bây giờ là chú chỉ lại cho cháu cái nhà của chú đi. Mai mốt mà cháu muốn kiếm chú Thuận là cháu kiếm ở đâu? Đường Phan Như Ích. Chú Thuận nói nhỏ nhỏ cháu nghe. Đường Phan Như Ích. Phan Như Ích. Ừ. À, nhà Phan Huy Ích. À, nhà Phan Huy Ích. Nhà thứ hai là đường Nguyễn Thị Trác, khu C. À, nhà xã đối giảm nghèo. À, vâng. Hiểu chưa? Tên là Phan Văn Thịnh. Rồi, và rồi. Phan Văn Thuận. À, rồi rồi, ok rồi, chú Thuận ăn cơm đi. À, thì nếu mà nói chung thế này, nếu mà có duyên thì chú cháu mình sẽ còn gặp lại nhau nhá. Đúng rồi. Vâng, thì Trọng là Trọng hay đi trên cái con đường này cả nhà, thành ra là nếu mà có duyên thì sẽ gặp lại chú. Trước đây cũng gặp chú một lần rồi nhưng mà không có cơ hội để quay phim tại vì chú cứ đi trên đường mà chú đi nhanh lắm. Hôm nay thì gặp chú ngồi đây thì mới dừng lại quay phim được. À, thì nãy Trọng hỏi địa chỉ nhà của chú để bữa nào mà Trọng có đi phát quà các thứ thì Trọng ghé qua Trọng thăm chú, nhưng mà chú chỉ như vậy thì Trọng cũng không có nghe rõ ra được. À, thôi để nếu mà sau này có duyên thì gặp lại chú sau. Đúng rồi. Thế nha, cháu chào chú Thuận nhá. À, được rồi. Chúc chú nhiều sức khỏe nhá. À, được rồi. Vâng, dạ chào chú. À, bây giờ anh em Trọng đi về cả nhà. À, chào chú. Bây giờ anh em Trọng không phải đi về mà tiếp tục đi làm. Có những cái hoàn cảnh rất là đặc biệt luôn cả nhà.
Thì cái hoàn cảnh này là một trong những cái hoàn cảnh mà anh em Trọng mà gặp ở trên đường thôi. Hiện tại bây giờ là anh em Trọng là đang ở quốc lộ 20. Ở đây là thuộc xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc. Thì Trọng thì cũng bắt gặp chú là đi hay đi ở trên cái con đường này này. Thì nếu mà có duyên thì sẽ sau này sẽ gặp lại chú. Thôi cô này đã đi ngược chiều hết ta. Bây giờ anh em Trọng sẽ chuẩn bị đi làm đây, đi thăm những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác. Thì ngày hôm nay là Trọng đi trên đường vô tình gặp cái hoàn cảnh của chú này. Nãy giờ trò chuyện cùng với chú thì mới biết được là chú cũng đi lang thang, hàng ngày đi lang thang để lượm ve chai để kiếm sống cả nhà. Thì nãy giờ khán giả xem video thì khán giả cũng biết rồi nha. Trọng thì chắc cũng không cần phải giới thiệu nhiều nữa. Bây giờ là Trọng đi làm công việc của Trọng đây. Vô tình gặp chú thì là một cái duyên, nên là mình cũng không có nhiều, mình giúp cho chú. Thì thành ra là nãy Trọng có bao nhiêu thì gửi bấy nhiêu cho chú thôi. Thì nãy là Trọng gửi cho chú 1 triệu. Thì thực sự là có bao nhiêu gửi bấy nhiêu thôi cho khán giả xem luôn. Đây là trong bóp của Trọng là chỉ còn có đúng 1 triệu. Này, Kiệt quay cho cả nhà xem. Trong bóp của Trọng thì còn bấy nhiêu thì Trọng gửi cho chú bấy nhiêu. Tại vì hôm nay thì chỉ đem theo bấy nhiêu thôi cả nhà. Chút xíu nữa thì mới đi lên trên kia rồi rút tiền nữa. Thôi, cảm ơn cả nhà đã xem cái video này của Trọng nhá. Bây giờ là Trọng sẽ kết thúc cái video này tại đây. Thì cảm ơn cả nhà. Cả nhà xem video nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho anh em mình nhá. Trọng xin chân thành cảm ơn. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Trọng đây. Ngày hôm nay anh em Trọng mới đi rừng bắt ong về mọi người ạ. Bây giờ trên tay của Trọng đang cầm tổ ong rừng khổng lồ, ong rừng gốc 100%. Hằng năm cứ từ tháng 3 cho đến tháng 7 là Trọng với cả anh em ở trong làng sẽ rủ nhau lên trên rừng bắt ong để lấy mật. Thời gian sắp tới Trọng cũng sẽ đi bắt mật ong rừng về để bán. Nếu tất cả khán giả có nhu cầu sử dụng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng để mua hàng qua số điện thoại 0345 099 088 hoặc 036 782 7841. Khán giả có thể liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook của Trọng để mua mật ong rừng nhé. Khán giả nào muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể nhanh tay nhấc máy lên gọi cho Trọng để đặt hàng. Mật ong rừng chỉ có theo mùa, từ tháng 3 cho đến tháng 7, sau khoảng thời gian này thì sẽ rất khó để mà kiếm được mật ong rừng. Nên vì vậy khán giả muốn mua hàng hãy gọi cho Trọng để đặt hàng trước, rồi Trọng sẽ đi kiếm mật ong rừng về để bán cho tất cả khán giả. Đối với mật ong rừng Trọng bán thì hàng uy tín 100% là mật ong rừng nguyên chất từ thiên nhiên, nên là tất cả khán giả mua hàng thì đều có thể yên tâm về chất lượng sản phẩm.